Ok, hôm nay em tranh thủ nghỉ trưa nên kiếm con game chiêu chiêu tí để chơi thư giãn. Định thử qua con game mà Computer Revive Shop này, nhưng mà game chưa ra mắt nên chưa chơi được, nên chắc để mai đi. Không biết mà con game này nó có đồng bộ với trên server không? Game này thì sẽ ra mắt vào một ngày 12 giờ nữa, là tức là cầm tối ngày mai á, tối khuya ngày mai là anh em có thể chơi được rồi, nhưng mà lúc đó thì chắc tôi chưa chơi đâu, chưa chưa thì mới rảnh, vẫn chưa tải được game nha. Đây, game này là có phần tiếp nối của cái chuỗi mà Simulator. Hồi lúc trước anh em mà biết trực tiếp game hay là mấy đại ca 5S đồ hay chơi mấy con game như thế này á, dạng quản lý quán net đồ giả lập á, đây là hai phần game cũ nè. Chúng ta có thể là kinh doanh cái quán Internet Simulator cà phê. Anh em nhớ cái trò lao vô net đánh bom đúng không? Một trò nữa là giả lập làm streamer. Thì bây giờ Dev đã ra một con game mới, dẫn cái cơ chế chơi game như vậy thôi, nhưng chúng ta nhập vai vào cái sửa chữa shop này. Game cũng được khống khá là nhiều nha, rất là nhiều lượt follow luôn. Rất tiếc là vẫn không có tiếng Việt của chúng ta, nên thôi đợi mai chơi, nay kiếm con game gì thư giãn tí rồi chơi thôi. Nay thì để coi còn nợ con nào trả nợ nó luôn. Có web phần của Việt Nam mới đắt nha, có khi đưa vô cái đang hành cũng được. À đây, Soma đi, Soma. Soma này thì nó chỉ là cái bản là test demo chơi sớm thôi, chưa phải game hoàn chỉnh. Theo cái roadmap của nhà phát hành thì nghe đâu là đến quý 3, quý 4 năm nay nữa, vẫn chưa biết khi nào. Bản demo này thì chắc cũng chưa có public công khai rộng rãi đâu, tôi nghĩ là sẽ để dành cho cái đợt Temnet Fest sắp tới đó. Nhanh thì tháng 2, còn trễ thì tháng 4, tháng 6 gì đó chẳng hạn. Tháng 2, 6, 10, thường là trong ba cái dịp đó. Nếu 9, 10 luôn rồi họ sẽ để đến tháng 10 để tung ra bản demo đó. Giờ này yếu tố action hơi bị cao đó. Thể loại mà sinh tồn survival gấp, anh em có thể chơi mà rất là giống những con game khác luôn. Yếu tố chiến đấu của nó thì cũng khá cáp lắm đó. Chúng ta có cái kinh công rồi. Vô game thử coi sao. Game này thì sẽ ra mắt vào 2024 nhưng chưa biết chính xác là khi nào. Campfire Studio, nhà phát hành của chúng ta đây. Ủa mà nhà phát triển của chúng ta đây. Đây là game đầu tay của họ luôn, còn đây là nhà phát hành thì cũng là đầu tiên luôn. Con này thì đúng là giống với Shin Kinh Lan thiệt. Nó cũng giống như mà Insurgent sắp ra mắt vào cuối tháng này. Cái này không biết chúng ta có tâm thú hay không, nếu có nữa thì rất là thú vị luôn nha. Đây là có làm nông rồi đó, cho anh em có thể nhập bài rồi giả lập làm nông dân được đó. Mấy cái nhà này không biết có sẵn hay là công trình chúng ta dựng lên đó. Nếu dựng lên mà có mấy con thú như thế này á là có thể tăm thú được đó. Đồ họa này đó, được render rồi, anh em thấy nó khác biệt với cái đoạn trailer nãy không? Này có thú cưỡi luôn, ngon, săn cả voi ma mút luôn. Sô mát nó là ná còn chi bét hồi bữa tôi chơi thôi. Cấu hình thì thấy cũng mà không quá là nặng. HD bắt buộc phải có HD nha. Cấu hình này cũng được. Game này định hướng ban đầu á là MMO, nhưng mà sau này chính xác hơn thì không phải là MMO nha. Nó vẫn có single player nè. Trong cái đợt mấy cái mà update gần đây á, Dev cũng có thông tin gì cái đó luôn. Đâu ta, thông tin về cái vụ mà MMO, tôi nhớ là có một cái phần bài viết nói về cái đó rất nhiều, nhưng mà không biết có đăng đây không. Thôi, chúng ta vô game đó, giới thiệu nhiêu đó thôi. Không biết cái bản demo này nó có khác biệt nhiều với cái bản hoàn chỉnh hay là chỉ là đơn giản là cái bản test thôi, được mở rộng nhiều hơn. Nên sau này anh em có chơi demo thì có thể thấy nó hơi khác khác tí. Màn hình loading game làm cũng mà khá đẹp nha, có điều nó vẫn là cái ảnh tĩnh thôi, ảnh render sẵn thôi. Đây mình đang là chơi cái bản sớm của Soma, vậy là game ra mắt vẫn là bản Early Access, khả năng cao là gì, vẫn không có ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta nha. Những cái ngôn ngữ này thì sẽ được thêm vào trong tương lai thôi,
chưa có trong phiên bản hiện tại này. Trong cái phần này thì mình có thể đạt cái level tối đa là 37 đó. Nếu anh em thích thì có thể tham gia vào cái cộng đồng Discord của họ hoặc là wishlist con game. Ok. Shadow thì không cần. Farm gate limit 60, Modern ập luôn. À, Depth ập sẵn rồi. Depth of field cũng ập luôn nha. Nguồn sáng này cũng ập luôn. Có FPS gọn nha. Giao diện thì setting nó làm cũng được đó, nhưng mà tương đối đơn giản quá. Chưa có trau chuốt tỉ mỉ như anh em nhìn cái nét chữ nó dính vô cái viền rất là nhiều nè. Thường người ta sẽ có một cái đoạn phát tinh ra thưa ra tí. Ngoài ra mấy cái này nó cũng bị dơm rất là to nữa đó. Những cái chữ graphic này nó là kiểu phân ra cái mục á. So với con game tôi thì cái setting này nó chỉ nhiều hơn thôi chứ không có đẹp hơn. Cái này nên để là master với overgon thì cũng hơi sai sai. Ok chưa? Đúc AD, Let's Ship phát 3. Chúng ta có pin nút luôn. Ngôn ngữ hiện tại thì chỉ có tiếng Anh với mà Trung phải không? Trung hay là Nhật? Chắc là Trung á. Video không có, chỉ có lên ra vô đó. Vẫn còn cái viền này nè. Mà anh em chọn qua vẫn còn cái khung viền màu trắng này, anh em thấy không? Rồi, lên bắt. Giờ đít. Chưa có ghê đít luôn. Dev cũng có bảo là hiện tại chỉ có hai server thôi, một Á, hai Á với một Âu. Thì hai cái này còn là BBA hết. Chúng ta có BBA, VBB, hai cái loại server khác nhau nha. Nó giống như game AGK vậy. Ô, con này đặt ở đâu? Chắc mà tôi chơi server ít người thôi. Đông người bên này tới 24 lận, bên này chỉ có 4 người. Châu Á mình khá là nhiều nha. Tôi vô server mà rồi mất bắn tí. FPS bắt đầu nó nhảy hỗn loạn rồi nè. Chắc là đang cái loading tới tôi ra. Đây là nhân vật của chúng ta. Nữ đi, chơi nữ mới đẹp. Đó. Kiểu tóc thì cũng chỉ có vài loại cơ bản thôi. Cũng chơi loại này đi. Tóc này nó vẫn dính vô mà cái trang phục nè. Da màu tối một tí. Tóc thì lại màu sáng lên. Đây. Sáng quá thì nó lại không đẹp. Thôi châu Á mình chơi tóc đen đi. Mấy cái này thì ngực. Body part này chỉnh không thấy thay đổi gì không ta? Có mỗi ngực là thay đổi thôi. Rồi. Có đặt tên nhân vật hay là cái gì không? Đây, đoạn các cảnh đầu game của chúng ta. Mở FPS tí nha. Sau mát là linh hồn có mặt nạ, anh em nhớ cái tên game nha. Rồi bị nám rồi. Đó, bây giờ chọn cái kiểu mặt nạ, kiểu này đi. Kiểu này bự quá, kiểu này thì nhìn con mắt nó hiếp lại. Thôi, chơi con này đi. Cứu mèo. Viên ngọc thì phải màu xanh chứ, nó mới hợp với ngọc lục bảo. Đây. Ok. Tạo nhân vật xong rồi tạo cái mặt nạ nữa, làm cái đoạn các cảnh mấy giây á. Đó, anh em thấy khúc này là tưởng tượng bậy bạ chưa? Bây giờ chúng ta vô game. Rồi, FPS tương đối ổn định và nhẹ nhàng luôn, nên tắt nha. Vô mà setting chuột. Chưa? Chữ này mà sao dịch ra chữ gâu được? Thiệt. 0.2 vẫn cảm giác là nhanh nhưng mà không sao. Nhấn L để ẩn cái hướng dẫn đi. Mình phải đi thu nhập tài nguyên. Ai đây? Hello. Chào cũ. Không tương tác được nha. Ổng chỉ ngồi đó thôi. Tài nguyên thì dẫn mình ra biển mà hái lượm thôi.
đồ họa nhìn kỹ nghe cũng ổn ổn thôi, không quá đẹp nhưng mà gì được rồi. Top mấy cái này thì chưa có mở phá bằng cái bản vẽ. Mình level 1, cái dòng này là sắp lên cấp đó, chưa có chỉ số gì cả. Cái này thì vẫn mấy dãy số cơ bản giống như con game ARK thôi. Bây giờ đi hái về cũng khó nè. Cái này do FXG của ông ta. FXG. Cũng không đẹp hơn bao nhiêu. Khử răng cưa, hiệu ứng vừa thôi. Đó, đẹp hơn đó. Test đầu ra nó lên một mức cao hơn, nhưng mà nó cũng lắc hơn đó. Chúng ta nhặt được gỗ đá. Ngoài ra cũng phải đi hái cây cỏ tí nữa. Sao biển này lụm được không? Không. Đây, hái cây, chắc hái cây này. Không được luôn. Thôi nhặt nhạnh tài nguyên tiếp thôi. Cái bảng này anh em thấy tôi nhặt một cục nhưng mà nó hiện ra X5 ở dưới X10 dưới đó. Hay là do dev tùy chỉnh cho X5 ghi suột đó nha. Để chúng ta có thể đẩy nhanh cái tiến trình chơi game. Cái nút E này hơi khó dòm, nên là làm cứ tầm cái nút E cho nó đẹp hơn. Tôi lụm hết cái khu rừng luôn. Nhưng mà cái chữ góc trái ở trên nó nhỏ quá. Nó hơi khó nhìn. Nhấn T để làm gì đó. À, T để nâng cấp cái mặt nạ của mình lên. Hiện tại thì chắc cày cái ống năng lượng này. Số 4 là sao? Cần phải có một cái mà tinh thể màu xanh lá. Mình có 3 đường nha. Đường đầu là tăng cái sức chứa lên. Map cái kho chứa năng lượng lên được 200. Hiện tại là 100 trên 100 nè. Còn cái này là hái lượm thu nhập. Khi mà thu nhập cái tài nguyên thì tăng thêm tỷ lệ 100%. Hiện tại tôi đang là X5 rồi đó. Tôi không biết tăng cái điểm này vô thì nó có lên X10 hay là X6. Nếu lên X6 thì nó rất là vô dụng luôn. Cái này giảm đam, fall đam. Fall đam là cái đam mình có từ trên xuống đó, giảm đi 20%. Cũng được. Ô, bên đây có cây kiến thức gì nữa này à. Nhiều lắm nghe. Học cái bonfire này thì mình không có cần thống điểm, không con. Học hết. Có cái nào để học nhanh không? Cái này là thát thôi, chưa có lên được đồ đá. À, mình còn 15 điểm ở đây nè. Thôi. Mình cần phải có cái điểm mà sức mạnh thức tỉnh gì ở đây nữa nè. Nhưng mà trước mắt thì cứ học đó. Sáu điểm thì mình mới lên được. Cái điểm đó coi ở đâu ta? Đây phải không? Mình đang có 4 nè. Cái điểm này dạng như cái cấp độ nhân vật á. Có để là mình đi xây nhà hay là hái lượm gì đó nó sẽ lên cấp. Bây giờ đang nổ ống nè nha. Anh em để ý tí nữa tôi nâng thử. Bây giờ thì bắt đầu. Cái bàn này chắc quan trọng quất đi. Một điểm. Một điểm quất luôn. Cái gương cơ bản mà cũng tốn tiền đó hả? Cái này dịch với A chắc cũng cần. Mình còn 9 điểm. Có gì mình reset được. Nhưng mà mình học xong mình xây ra cái công trình xong mình reset điểm thì có được không đó? Cái này độc giống như cái thuốc ngủ trong ARK.
Đây, cái này cũng cái cối mà xây nghiền cái đó nè, không đi con điểm à. Cây đuốc không cần, cứ học. Vũ khí chính cứ học luôn. Có cung, có giáo, có búa. Búa gỗ này thì chắc là cái búa để xây nhà. Cái này quan trọng rồi nha, lên được đồ đá nè. Lên tới bậc 10 mình học được cái đó. Cái này là cái dạng như cái bậc. Bậc này là cái bậc là cơ bản của mình thôi. Còn cái bậc này lên được mà cái triều đại mới luôn. Rồi, học xong rồi. Nhân táp, nhân cái tơ. Level 5 rồi nè. 4 điểm thức tỉnh. Bây giờ mình tăng vào sức bền. Giảm sẽ tăng sức bền 1 điểm đi. Tăng sao ta? Cái này tốc độ chạy tăng đam, đam cho cái giáo. Còn cái này khả năng chống chịu của mình. Ủa cái này khả năng chính xác, mình có thể xài vũ khí bắn cung tầm xa được. Cái này độ thư giãn hồi máu, hồi máy, hồi máu gì đó. Rồi, ok. 6, 7, 7, 7, 6. Nên tăng đều đều đi, tại vui chơi của mình nè. Bên này là chắc mình xài nhiều thì nó sẽ tự động lên điểm thôi. Dạng như điểm thông thạo vũ khí của mình đó. Này cái kho đồ của mình. Gắp cái bonfire đầu tiên. Thiếu lim. Lim này chắc gắp búa gỗ hay là gì đó. Giờ gắp cái này. Một cây búa đập đá. Gắp cũng hơi lâu nha. Mấy cái này cơ bản thì mình cần phải gắp hết này. Này cắt cỏ cũng được, làm luôn. Bởi sao cái này màu xanh lá, cái này màu tím ta? Rồi nó có mà level nữa nè. Tức là gấp độ nó ra hên xui nha. Cái búa chặt đá, đập đá của tôi thì nó cùi lắm. Độ bền 1.600, cái này độ bền 1.000, cái này 1.200. Vì màu sắc nó chỉ liên quan độ bền là trước mắt thôi. Cái này là thuốc gỗ đồ cơ bản, cái này là vũ khí. Cái giáo này mình cần gỗ, rồi đi chặt gỗ thôi. Tôi lùa hết nguyên cái khu này luôn. Không biết cái trọng lượng của mình nó có nhiêu ta, có giới hạn trọng lượng hay gì không? À có chính giữa nè. Stamina. Đối bụng như ta. Cái giao diện của tôi nó hơi hiện đại nên anh em khó nhìn lắm. Tôi cũng phải nhìn hồi nó mới quen. Nó thiết kế theo kiểu mà cái phong cách mặt nạ. Cái ống máu với ống stamina của mình là hai con mắt, chính giữa là năm cái chỉ số là mấy cái hoa văn của mặt nạ. Ê, con gì ấy?
đợi hồi Tamina lên mình đập đá luôn. Đó, nhặt được Lin nè, 10 Lin rồi. 15. Ok, ngon. Đạo của mình lên level 5 luôn. Cái này đánh vô cái cây thì nó chỉ ra hiệu ứng thôi. Mình nên xây nhà ở đâu? Ồ, vậy là sau này mở ra rất khủng khiếp nha. Nên xây nhà, chắc tôi xây nhà chỗ này. Cái nhà là hình cái đi này là sao ta? Ít là chụp ngang hả? À đây 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 đây. Đây đi, rồi chốt. Thở gì vừa em ơi, thở như GAV vậy. Có mấy con cua trên đồng của mình kìa. Không được. Hai cái này cây trên nó thì đam ít hơn, cây dưới thì tốn stamina hơn. Dây thừng có 10, thêm tí nữa đi. Cái này mình còn nhiều lắm, 42 dây vậy. Cái cung nó lại ra màu trắng. Bây giờ mình còn cái gì nữa không ta? Ừ đúng rồi, cây phi. Cây phi này nó cần gỗ cứng hả? Làm cái vũ khí nữa mới được. Quýt thành phi là ton phi thì nó cần cái gì? Lin là đủ, dây thừng đủ, còn quýt thành hand đét. Cái đó là sao ta?
nên là 12 cái, 12. Ừ, không đủ à? Thiếu thát, thiếu dây thừng. Nó vẫn đang gấp không ta? Quá trời cái lưng của mình. Không có tên. Cái áo ở đâu? À, tôi đang chơi chung với hai thanh niên Trung Hoa, hai pháp sư Trung Hoa. Chơi nó lợi không ta? Có thể được rồi. Tính ra mấy con này nó cũng hiền. Cái này là dạng phân tích cái số liệu sát thương mình gây ra lên trên cái con này thôi, không có thu hoạch được cái gì cả. À, được thịt nè. Tiếp. Nãy tôi đánh ngay cái con to nhất. Dưỡng 8 thịt. Hay là con bự nó mới gớt thịt, còn con nhỏ không có. Con này nó như mấy con đô đô vậy. Là như bắt cua trong lỗ này, nó không phản ứng gì luôn. Mười sáu thịt, con nào bự nó mới có thịt thôi. Đây, đây sẽ là căn nhà của chúng ta, quê hương của chúng ta. Nhà lá thôi nha, nhà nghèo.
Đây là độc của con bò thì chắc tí nữa chúng ta chế thuốc đó. Ta đi lấy thêm tát thôi. Nhưng mà ba lô đầy hả ta? Mặc dù mình đã xây ra bao nhiêu đây rồi. Gỗ này là 8 kg. Kg. 90 cục đá nè. 90 kg nè. 13 kg nè. 3 kg, 2 kg 8. Cái này không có sót, không có sắp xếp theo cái trọng lượng được đó. Có cái lan nữa nè. Đi lan có mấy anh đó thì đâu có vô được. Mới đều là chín à, chưa được. Đây lên được đồ đá rồi, đỡ hơn rồi. Gương này cần cái bán gỗ, mà cái bán gỗ mình chắc chế được cái bàn gấp men này. 50 gỗ luôn á. Không, 90 gỗ, 90 dây thừng. Bây giờ chúng ta chế được cái bàn gấp men rồi. Làm cái bonfire trước đã. Cái này cái gấp tinh nó làm hơi khó nhìn phết đó. Chia chia lúc nào ta, lúc ít rồi, đâu rồi đây, con này nướng được luôn hả? Ê, không được, sử dụng để tách cái Venom đó nha. Rồi, ok. Ủa, nướng cái này cần 2 con châu chấu mà ta. Vậy thì làm sao nướng được 5 cái? 1 phút, 2 phút. Khoan 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 khoan. Rồi, mất mất cục của tôi rồi, mất khúc gỗ. Nói chung là một cái khúc gỗ thì 5 phút. Nên nướng nhiêu đây chỉ cần 5 phút thôi. Anh em có thể tính thời gian là tiết kiệm cái nguyên liệu cho nó tối ưu nè.
Đó. Vãi. Không thể xây trên mặt nước. Ở đây là mặt nước của mấy ông đó hả? Thôi bây giờ vô nhà thì chịu khó nhảy thôi. Là đeo vô cổ. Mấy cái này phải có da. Ủa, mình hai cái bonfire luôn hả? Bụng chưa đói, nước chưa khát cho lắm. Đây, ra đây. Cái này để làm cái gì? Cái gấp tinh này khó dòm quá. DAG bên làm cái gấp tinh như bên kia vậy nó dễ không? Gỗ với gỗ cứng. Năm chục gỗ lận. Gỗ trọng lượng nửa ký mà 50 gỗ thì tới 25 ký đó là phui của mình luôn. Dục ra là chữ ít hả? À? 15 phút nữa nó quỷ, uổng lắm. Đi xuống sông uống miếng nước, ăn miếng thịt nướng nữa. Uống nước biển luôn trời. À uống nước biển được. Rồi, ăn mấy con châu chấu gì nó mới no. Đi thôi. Nãy giờ nhân vật mình đẩy lên cấp một đống luôn. Có đuốc không ta? TO kiếm cây đuốc. Rồi, đi menu được rồi, không cần nữa đâu.
chặt gỗ level 10. Hai phút. Ba ký, hai ký, mình 85 ký. Trăm lẻ sáu vừa đủ luôn, chế xong cái bàn này dắt ba lô mình chống nữa. Rồi sao lên 110 cái bàn này nó nặng hơn đó hả? Nặng quá chạy hết nổi rồi, nhưng mà chả biết quăng cái gì ra giờ. Hai ký, hai ký, 5 ký nè, ký rưỡi nè, 23 ký nè. Rồi, nhẹ đó. Nhẹ nhưng mà vẫn chạy méo nổi. Cái nhà mình xa quá, mỗi lần đi rồi mỗi lần chạy ra gì cũng hơi mệt nha, nhưng mà nó lại gần biển, có khi xây trong rừng nó ngon hơn á. Muốn gỗ này thì mới được cái miếng gián ép này thôi.
Hồi nãy mình còn chế cái gì nữa ta? Ờ, cái que phần bằng đá. Thôi đá đây. Ủa nãy chế cái này rồi mà. Gỗ nó khác gỗ cứng à. Mười miếng gang ép mới chế được cái gương, trời cái gương gì mà khủng khiếp vậy, tức là 40 gỗ á. Một trăm mấy mũi tên, ây da. Cây cung này hơi cùi nha. Chắc phải chế cây cung ít nhất là màu xanh lá hoặc lên tới màu tím như gì rồi. Bây giờ mình chơi mà chế cây cung đá thôi. Cung thì chỉ có cung gỗ chứ không có cung đá. Làm cây nữa. Tím. Màu tím. Màu xanh lá cũng được đi. Đá 5 cục. Nhưng mà 40 mấy ký này nó không có cho xếp theo trọng lượng nên không biết cái nào nhẹ cái nào nặng. Fiber 3 ký, cái này 1 ký rưỡi, ghi xin, cái này 2 ký, cái này 5 ký. Xem cái này như cái tủ kho của mình đi. Rồi, chúng ta đi làm một mớ gỗ nữa. Nhân vật bây giờ level 10, Ascend level 10 đúng rồi. Gà tây hả? Trời, nó chạy chút xíu nó hồi phun máu luôn.
Con này thì làm sao ta? Ok. Nó vẫn chậm ta. Kìa vẫn chậm gì vậy? Con gì đây? Con này đến bờ bảy. Cái con bé tẹo level 7 mà có con bự chà bá thì level 4. Phát ra kích thước không phải là vấn đề ở đây là kỹ năng. Cục này nó có màu vàng hết ta. Cây này nó chỉ cho gỗ cứng thôi. Gỗ thường thì chắc là mấy cây này. Cây có 5 gỗ à. Có 15 gỗ thôi. Ừ, cái tre này nhiều gỗ nè. Được. Cái tre này tre từ 5 đến 10 gỗ. Cây nhỏ thì cũng 10 gỗ mà cây lớn thì hên xui 5 gỗ. Tám sáu ký rồi mình dục bớt cái gì năng nặng. Có thể tách làm sợi hả? Nấu rượu, nấu bia gì? 70 kg.
Cây này thì nó có thêm nhiều á, nhưng mà nó cho gỗ cứng à chứ không phải là gỗ. Mình chặt mấy cái tre đây. Mười lăm lận, mới có 11 à. Đây lên được hàng đá nè. Không, chưa có xương. Phải đánh mấy con quái bự bự mới có xương. 15. Chế được ba cái bẫy và thức ăn chăn nuôi gì đó bắt thú được rồi đó. Là còn 10 điểm nữa thôi. Nên cân nhắc cẩn thận. Bảy điểm mình có thể trồng trọt, phân bón, bộ chế phân bón, hạt giống, nấu ăn được chưa, nấu ăn hay chưa, lâu lắm. Mặt nạ của mình vẫn chưa lên nữa. Trời ơi, cái này cái cây menu nữa nãy giờ dọn không ra. Thiệt. Đó là thuốc bọ với con đom đóm mà. Không có chế được cái nền mà bằng đá hả ta? Ủa bằng gỗ hả? Được nào. Nhưng mà chế cái này tốn tài nguyên khủng khiếp luôn á. Tám miếng dán mới đưa, tức là 32 miếng gỗ á, mới được một cái nền này. Trời ơi, 32 miếng gỗ mới được cái nền đó, đi chặt nãy giờ mới có 100 gỗ mà được chưa được ba cái nền đó. Mà cái này đang ít năm tài nguyên rồi đó nha. Game này chắc phải nhiều người chơi chứ chơi mình là khổ luôn. Đá thì dễ hơn, đá thì nhìn ngay trước mặt đầu nó khi ngon hơn đó. Đốt cái bonfire này một lần. Đốt đường tí mấy luôn.
Giờ nhà qua đây đi cho nó dễ. Bonfire mình đâu vậy? À đây đây. Xây bằng đá thì nó ngon hơn đó, nhưng mà thiếu vôi. Rồi, chờ nó xây thôi. Đâu rồi? Đây, ở đây. Làm tí thịt nướng ai? Tí nữa lên đây khám phá một cái coi có cái gì trên này không. Nãy giờ mình chặt cây hơi nhiều, xài cây phi hơi nhiều, giết khung hơi nhiều. Chưa còn lâu lắm. Có độ mặt nào, không có trần chuồng như nãy nữa. Áo găng tay rồi, chúng ta còn thiếu cái quần. Chắc phải chế dây thừng.
Cái cầu thang nãy mình bỏ bên kia luôn hả ta? Đem cất đống đồ nặng nặng vô mà cái campfire này đi. Tí nữa mình quay lại mình lấy sau. Không biết có mất hay không thôi. Ủa, nãy nhà mình đây phải không? Hay đây? Ờ, đó kìa, đó kìa. Rồi thì con bỏ giáp xác. Trả hồi được nhiêu cả thôi bỏ luôn đi. T là lấy tất cả. Ừ.
Tôi cần phải lấy đồ ở trong game ta. Để tôi thử một phát đã. Bây giờ đồ mình còn trong đây nhiêu đây nè. Bây giờ mình thì ghi local ra chỗ khác. Ở đây đi. Rồi đồ trong vẫn còn nguyên. Chúng ta qua nhà mới thôi. Được 1 tiếng đồng hồ lăn quăng chưa xong được cái nhà nữa. Game này công nhận nó di chuyển chậm hết á. Chả bù như con AGK. AGK nó chạy rất là nhanh luôn. Ủa? Tôi chết rồi, nó mất tiêu cái bàn luôn hay gì cơ. Đừng nha, đừng có bắn nha. Đồ đạc gia sản đồng bộ giống hết á. Ừ, vẫn còn, vẫn còn. Đặt đây cái nữa cho chắc ăn. Thiệt, về nhà đúng khổ luôn. Xuống sông uống miếng nước nữa. Nhưng mà cái Oedipus nó làm tiếng chân đi trên cát còn vẫn ngon nghẻo chứ. Mèo được thiệt. Giờ xa quá nó không cho giờ gì. Nút mà tê. Dục bỏ 5 kg thì dục cái gì bây giờ? Bây giờ nhiệt độ cao quá thì khiến mình dễ là mệt mỏi hơn, sẽ tiêu tốn nhiều stamina hơn. Hiện ăn hiệu ứng thịt nên gọng được 50 máu tối đa, hồi nửa máu mỗi giây kéo dài trong 5 phút. Nửa máu mỗi giây mà kéo dài trong vòng 300 giây thì hồi được 150 máu. Ok, có cái giường thì tôi nghĩ nó sẽ hồi máu nhiều hơn.
ba, bốn, năm, bốn x ba, bốn x hai là tám. Tám với một là chín, rồi chín đây. Tháp chi mà dây thừng, tháp chi dây thừng, tháp đây, tháp chấp hết hả ta? Dây thừng đây. Cái quần, cái giày, một cái nhẫn. Nhẫn này thì phải thấy Kala gì đó mới được. Chúng ta cần thêm rất nhiều tháp nên làm nông thôi.
Hết thì quấn thịt rồi ăn luôn. Một đống thảm đủ rồi, không nên tàn phá thiên nhiên quá mức. Sáu mà mình cách hai ô vậy là tám. Một hai, một hai ba, ba x bốn là 12, 14, 14 hiện giờ có hai. Chữa mấy cái cửa đó. Cái cửa sổ sang tao ta. Không biết xây cái cửa sổ làm sao luôn.
Bây giờ cái cửa sổ sang sau này à. Hàng rào, cầu thang, cửa sổ nè. Cửa chính nè. Thảm dự trưng nè. Giường người thiếu gián ép. Xây mà cái bàn nữa. Cái bàn này thiếu đá. Chỉ mà 50 gỗ. Đá như 50 gỗ cứng. Gỗ cứng thì kiếm dễ hơn. Gỗ lên 20 luôn rồi. Rồi xong cái bàn này, về đặt lại cái bàn. Chúng ta gia công gỗ. Một hồi mình chế cái gì ta? À đúng rồi, chế cái bàn chế ép quên đó. Bàn này để đợi bên ngoài đi, chắc không ai trộm cắp gì của chúng ta đâu. Thôi để ngoài không có chỗ.
Ủa không được đi hả? Rồi gì đút vô là phải đứng làm. Trời cực như con dồi vậy đó hả? Đốt đi, sau này có gì mình cần than. Ủa, cái này 1-1 mà. Hồi nãy tôi nhìn sao ra 4-1 như vậy? Biết gì làm luôn cái nền gỗ này cho nhà đẹp. Không biết làm nhà có cái cửa sổ nó ra sao. Thiếu mấy con đom đóm nữa. Chứ mà thiếu da, da thì chắc vô đó đi săn là ra chứ gì. Không có cái phi bằng đá hả ta? Ừ, có nè, có nè. Trời ơi. Cái này mới được nữa, gỗ cứng không được nữa hả? Sao mà khó khăn với nhau vậy? Nên đem thêm một tí, có gì nó hư hoặc là mình gắp nhiều cây á, mình để đó, chọn cái cây ngon nghẻ nhất mình xài. Tiếp theo là cái giường.
Vừa làm cái này vừa làm cái kia được luôn. Chơi búa này để ném mà. Làm sao? Ném đi có lấy lại được không? Game này làm việc là hơi bị nặng nhọc luôn đó nha. Sắp lên level 16 rồi. Cái này là cái trọng lượng của mình. Cưỡng chế 3 cây luôn anh. Có cái nào ra cái màu tím gì dập vậy không? Đâu rồi, chế xong rồi, đâu rồi? Trời, nó ra cái màu trắng. Thiệt á. Màu trắng này thì rất phức luôn. Nhưng mà đam nó thì nó chỉ khác độ bền thôi, 30771 10.4. Không, khác khác đam nha. Đam nó rất là khác biệt luôn á. Ra 31. Hai chín hai một hai năm hai năm năm 50 thì cũng không khác nhiều, vậy là có lên tím thì cũng có tác dụng méo gì đâu. Cây này 31, cây cũ của mình thì nó chỉ có 21 thôi, tăng 50 dặm đồng nữa. Tinh gáp thì được có khoảng là 30 40 trăm đồ thôi.
13. Mười lăm mình mới nấu ăn được nha. Bây giờ đã nấu được rồi nào. Thiếu cetamol. Coi bây giờ tiếp theo mình gắp được cái gì. Butcher là cái máy xử lý thịt hả? Cần mà đá phin. Đá phin với nhân gỗ thôi. CD one. Tức là chọn một cái trên với một cái dưới hay là chỉ một trên một dưới? Nghĩ là một trên một dưới á. Nên mình lấy 10 gỗ này ra. Chết, bấm lộn rồi. Nãy giờ đang gấp cái gì vậy? Này nhiều quá chứ không cần đâu, chỉ cần một hai cái đủ xài được rồi. Cái này thì băng vết thương á, mình bóc vỏ cây ra với đi men mình làm băng vết thương á. Lần tới thì tôi sẽ dựng cái nguyên cái ngôi nhà bằng gỗ luôn. Gấp cái này 2 phút nữa, lâu phết đó. Không chấm 6% HP mỗi giờ, vậy là x2 lên thì 1.2 rồi x8 cái nữa 80 là 160 giờ, là cái này nó quỷ luôn hả? 160 giờ. Game mình này mà hay cẩm vô à. Nó không ngay ngắn gì anh ta.
cũng hơi lành lọt một tí. Cảm giác như bị OCD vậy đó. Ok chưa? Vẫn lọt. Bả đó. Cúp luôn. Trời, ngủ gì là tới chừng nào mới khôi phục cái chỉ số cảm xúc lận? Để ngực hơi to rồi anh em ơi. Này là cái gì? Để làm gì ta? Cái này là chế là thịt thiêu nè, nhưng mà không biết thịt thiêu để làm gì thôi. Thịt tối rửa hả? Trời, làm tới nào luôn cốc. Ba giây nữa xong. Trời, làm cái lên một đống đeo vào luôn kìa. Bây giờ sử dụng cái vũ khí đá một lần. Rồi. Tiêu thụ đồ ăn nấu trong mà cái campfire số 7. Sử dụng cái chai nước một lần khi khác. Không có da động vật. Chắc là chúng ta phải đi săn thôi, nhưng mà mai đi, giờ ngủ đã. Không biết sao cái này nó tăng lên nữa, nên chiều máy thử một chút nha. 73.2. Nãy giờ là 10 giây đó. Hay là phải thoát kem vô lợi nó mới tính. Để thử 1 phút đi, coi 1 phút sau thì nó có hồi không. Chơi mà chung server với người khác nên có tình trạng này.
Nếu như có single laser thì chơi một mình nó đỡ hơn. Kìa lên được không? Khoảng mà 1 phút 30 giây anh em ơi. Vậy là tôi chơi một chút nữa. 77.9 rồi coi như 78 đi là 24.34. Game này tính ra là cũng đơn giản, bước đầu thì làm cũng khá tốt rồi đó chứ. Đâu thua kém gì mấy con game ba kia đâu. 2GK, anh sâu Việt hay là mấy thứ khác. Khoảng 10 giây nữa nó tăng không? 10 giây nữa là được đúng một phút. Đó. Vậy là nó hồi 3 điểm trong một phút. 2.7 điểm, 2.8 điểm trong một phút. Mình còn thiếu là 17 điểm nữa. Nói chung là thiếu 18 chia 3 là x6, x6 là 6 phút nữa thì chúng ta hồi đủ đó. Nhưng thôi, nếu đợi đâu. Cái dấu chấm hỏi nó hình bên đây một chút. Đi qua đây coi thử coi. Nặng quá. Giục đồ bớt lại đó. Tương lai thì tôi sẽ nghiên cứu chế mấy cái bàn sau. Anh em nhìn nhà cửa thì nó to không? Không biết là có anh em nào chơi BBB đừng có chậm đồ nữa nha. Nghèo lắm, không có thời gian chơi như mấy anh em đâu. Còn cái gì mà 40 kg luôn trời. Này á. Này chỉ có 2 kg thôi. 3 kg, 5 kg. Ủa, cái cửa nhà bên đây hả? Hy sinh luôn. Ở nhà như cái chuồng nhá, không được cái chuồng nữa, cái chuồng người ta còn có 4 góc. Chúng ta có hàng xóm nữa hả? Không có sử dụng được, không có can thiệp được, chắc là BVA nên nó vậy. Khám phá một cái tàn tích cổ. Ê! Không hẳn gì bạn. Thôi thôi. Ây da, tha em anh ơi. Đi ngang, tính đâu chào hỏi thân thiện. Nhớ nha, nhớ mặt nhau nha.
Vãi thiệt, qua chào hỏi vài câu mà nó làm gì đó. Bây giờ làm sao để hồi máu nào? Đủ đạn nhà nó chứ. Giết con này trả thù. Tính ra mất thêm gần là 10 phút nữa. Trong lúc đó thì chúng ta lại đi ngủ thôi. Độc ác. Rồi. Trong lúc đó thì chắc tôi pause game quá. Pause game tí đi ha. Chừng nào nó ngủ thức dậy thì tôi ghi xong rồi tiếp tục quay cho anh em. Ok anh em. Sau khi ngủ nãy giờ thì đã hồi được nửa cây máu. Hiệu ứng của thịt thì nó không có hồi máu nữa hết ta. Có hồi nhưng mà rất là chậm. Cái cung này thì nó không có gì cả. Đấy là cái thuốc hồi máu nào. Nhưng mà phải có thảo dược. Hai cái hòn đá năng lượng gì nữa. Bây giờ không biết sao là hồi máu nữa. Chắc tôi dùng cung của tôi tỉa tỉa nó hư rồi. Đây. Mình nên xây cái vâu đền, một cái dách, một cái trần, hai cái cầu thang. Rồi tiến ở đây, không được nữa thì tính. Chỉ có một hit cục vậy. Đi khẽ cười duyên, đi khẽ cười duyên. Mình là thân thiện với nhau. Đây phải không? Không ổn mà, nó trâu quá à. Thôi 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 thôi. Không có đường nào win được nó. Tưởng đánh nhẹ nhẹ còn ăn được. Lâu lắm. Cái đó thì phải để tương lai rồi. Bây giờ thử đi sâu sâu vô rừng hay có gì không? Cái gì đây? Đây, cái thảo dược nè. Ngon. Chế được máu rồi đó, thuốc hồi máu rồi. Đúng hướng ta, đúng rồi. Con gì, con gì, ấy
nó chạy nhanh quá. Ây da, mà nó cắn phát mười mấy máu cũng không sao. Cần hết. Chạy nó đi, chạy á. Mày cắn xong mày chạy hả? Đồ này sát ở đó chưa này? Ở đây có dao, có dao luôn. Chúng ta có da với thịt đùi mới một tí hết. Thôi về cất đồ đi rồi có thời gian chơi tiếp. Game này cũng ổn phết đó chứ, đỡ hơn tôi kỳ vọng nhiều. Để tôi xin dép thêm vài kỳ cho anh em nào muốn chơi thì vô chơi. Chứ một mình tôi đấy thấy đánh cái chi bè đó là thấy no hope rồi. Tụi nó kinh quá. Ủa anh dùng cái cây này gạt được không? Được luôn. Thậm chí còn nhiều hơn á. Giảm 75% đam vô thôi, tức là vẫn còn nhận rất là nhiều đam nữa. Cái này không biết để làm cái gì nè, giống cái bolo ba la trong kia không ta? Ceramic mod, cái ceramic mod nó kiếm ở đâu? Tài nguyên kia thì đủ rồi. Sigamin này thì giống với mà đá voi á. Đá voi thì nó trộn từ cái vữa ra. Cái giếng nước này cũng làm được đó nè. Clay chưa có, clay chắc ở bờ sông á. Sông hoặc là suối. Cái ceramic thì chắc nó nằm ở đâu bên đây. 14 rồi, sắp lên 15, sắp mở được mớ nữa rồi. Cái này mình chế được nè. 10 lia thơm là 10 da. Với 10 dây da. Da mình đây. Lia thơ thì gấp bằng từ cái gì? Lia thơ chắc là chế được cái bàn lia thơ.
khoảng 3-4 ngày không vô là nó decay đồ của mình hết thiệt. Game này bắt cài cuốc đúng mệt rồi. Hết cho vô nào. Da, da. Da giữ người đi, có chế cái gì chế. Thịt chất lượng cao, cá. Cá này hồi máu nhiều hơn tí. Khoai tây. Bắp. Mình ăn được hai cái thịt này thôi. Mấy thịt dưới thì khó kiếm lắm. Cá thì vẫn chưa biết sao kiếm được cá nữa nè. Chị ra xong uống uống miếng nước cái về nhà nghỉ. Nay giờ đến đây thôi. 27 độ mà than trời nóng. Tôi đang ngồi 33 độ đây. Bây giờ kêu đi kiếm cái viên đá xanh để sửa cái mặt nạ một lần, kiếm đâu ra. Ngủ dưới trời nắng đỡ đi. Rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian chơi tiếp game này nha.